Rồi, xin chào anh em nhé. Này bên Đức Bình giới thiệu anh em là cái cảm biến mở cốp sau của i10 nhé. Thông tin bên Bình đây. Anh em mà cần cái sản phẩm gì thì cứ Zalo cho bên Bình. Nhân vật chính chúng ta đây là mình lại vừa bóc cái đây rồi. Mã sản phẩm nó đây. 81260 1W220. Đợi mình một tí nhé. Mình lấy ra cho các bạn xem chi tiết cho nó rõ. Đây. Cảm biến mở cốp sau nhé các bạn nhé. Ok, xin chào anh em nhé.